Kính chào quý khán giả đang trở lại chuyên đề Hội nhập kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thương mại điện tử, một bước tiến mới của phương thức kinh doanh hiện đại. Với chi phí đầu tư nhỏ hơn nhiều so với thương mại truyền thống, các doanh nghiệp nhà phân phối có thể mở rộng thị trường, tìm kiếm, tiếp cận nhà cung cấp, khách hàng và đối tác trên khắp thế giới. Tại chương trình kinh doanh cao cấp VGCC, học viên không chỉ được học triết lý kinh doanh mà cả cách thức kinh doanh thành công của người Nhật Bản. Khi áp dụng vào doanh nghiệp trong môi trường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã thấy được hiệu quả và đang góp phần đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng kinh doanh, khởi nghiệp, nhất là khả năng quản lý và phát triển doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh online, cũng như tạo nhiều cơ hội việc làm mới. Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với công ty ASVB tổ chức lớp huấn luyện về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và sinh viên khoa quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lạc Hồng. Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 do Google Việt Nam khởi xướng, bao gồm nhiều đối tác cùng tham gia trên khắp cả nước. Chương trình cung cấp các lớp đào tạo miễn phí về kỹ năng số, kỹ năng mềm và kỹ năng kinh doanh từ cơ bản đến nâng cao. Theo đó, chương trình hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các chủ cửa hàng, các cá nhân khởi nghiệp và sinh viên năm cuối với mục tiêu giúp họ cập nhật kiến thức số. Đặc biệt, chương trình còn có các lớp chia sẻ dành riêng cho phụ nữ, giúp họ hiểu thêm về các thách thức, cơ hội, kỹ năng lãnh đạo và định hướng giúp phụ nữ phát triển hơn trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là một sáng kiến thể hiện trách nhiệm xã hội của một tập đoàn công nghệ lớn có cam kết hoạt động lâu dài tại thị trường Việt Nam. Thời gian qua, Bộ Công Thương cũng đã từng ghi nhận những nỗ lực của Google trong việc hợp tác mang tri thức mới của kỷ nguyên số tới đông đảo người Việt Nam. Đây là một chương trình xã hội của Google nhằm mang đến những cái kiến thức về digital cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa, siêu nhỏ, các hộ kinh doanh. Do đó thì cái module bài học thì được thiết kế là để các đối tượng kinh doanh đó có thể đầu tiên là họ biết thế nào là thương hiệu để có thể xây dựng một cái thương hiệu riêng cho mình. Biết cách làm các cái chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội một cách miễn phí. Sau đó là sẽ biết cách làm một website để có thể bán hàng được tốt hơn. Và cái cách làm sao để cho website của họ hiển thị trên các cái công cụ tìm kiếm để có thể có cơ hội được nhiều bạn hàng hơn. Và ngoài ra sau đó thì sau khi đã hiển thị trên các công cụ tìm kiếm thì sẽ làm sao để cái sự hiện diện đó nó được lan tỏa nhiều hơn thông qua các công cụ tìm kiếm, các cái thủ thuật tìm kiếm khác nhau. Đến nay, thương mại điện tử là một học phần bắt buộc trong khung chương trình quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lạc Hồng. Lớp tập huấn này giúp sinh viên năm cuối được tiếp cận thực tế việc lập kế hoạch kinh doanh, quản lý, bán hàng, quảng cáo kỹ thuật số, phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị nội dung, phân tích, xây dựng thương hiệu. Với 6 bài học cơ bản về kỹ năng số và kỹ năng mềm được giảng dạy từ các giảng viên là chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị số, như xây dựng một thương hiệu dễ nhớ, xây dựng một website chất lượng, thu hút khách hàng bằng video trực tuyến, tạo hiện diện doanh nghiệp trên Google, lên kế hoạch tiếp thị số, kỹ năng cần thiết cho nữ giới. Khác biệt ở chỗ là em thấy ở đây thì mọi người sẽ đi sâu rộng hơn và cái ví dụ hoặc cũng như là các kinh nghiệm của anh chị truyền tải anh sẽ cụ thể và nó sâu rộng hơn rất là nhiều so với bọn em học ở trên trường. Trên trường thì bọn em cũng học và cái kiến thức nó bọn em thấy là đủ. Cho nên là bởi vì bọn em cái thời lượng học nó không có được nhiều nên là một phần nào đấy các thầy cô cũng sẽ không thể nào phân bố cũng như là truyền tải hết được. Thì cái tiết học cũng như là những cái bài như thế này nó sẽ giúp bọn em rất là nhiều. Trên lý thuyết thì em thấy nó nhàm chán, nhưng mà đi thực tế được làm việc nhóm với các bạn, với lại được tìm hiểu sâu hơn mấy cái sản phẩm mà mình muốn tìm hiểu thì em cảm thấy nó thú vị hơn, với lại có tăng thêm cái sở thích mà học bài hoặc là học về những cái thương mại điện tử mà em đang theo cái ngành của em. Thương mại điện tử đóng vai trò là một kênh truyền thông tin của doanh nghiệp tới khách hàng tiềm năng của mình. Đó là thông tin của các chương trình khuyến mãi hoặc PR để thu hút khách hàng. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, khách hàng thương mại điện tử Việt Nam có tỷ lệ trung thành thấp. Trong thương mại điện tử, thì hiện nay doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp cận và ứng dụng hầu hết trong tất cả các hình thức và đã sử dụng thương mại điện tử như là một kênh phân phối. Không còn phải là một kênh phân phối phụ, kênh một kênh phân phối mới hay là một kênh phân phối đi kèm,
mà là các doanh nghiệp đưa thương mại điện tử trở thành một cái kênh phân phối chính của mình, dùng cái trang web thương mại điện tử của mình là một cái công cụ để tiếp cận. Chưa kể là chúng ta còn sử dụng nhiều các công cụ trên các sàn thương mại điện tử, chúng ta ứng dụng mạng thương mại điện tử, chúng ta sử dụng mạng xã hội để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và còn rất là nhiều hình thức khác. Qua ghi nhận, lớp tập huấn được các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn nhận, thương mại điện tử sẽ giúp họ có thêm công cụ để tích cực và chủ động tìm kiếm khách hàng. Bằng cách áp dụng hình thức thương mại điện tử, chắc chắn số lượng khách hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng lên đáng kể, dẫn đến khả năng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái thứ nhất là về công tác tổ chức, thì mình thấy nên tổ chức cho nó bài bản, cho nó chặt hơn. Tại vì mình thấy danh sách lớp thì rất là nhiều, mà vô thì thấy nó thưa thớt quá, ít người tham gia quá. Không biết người ta có quan tâm, mức độ quan tâm như thế nào. Cái thứ hai là về thầy giáo đó. Thì thầy cũng có hơi còn trẻ tuổi, cho nên cái sự nói chuyện hay cái kinh nghiệm thực tế mình thấy nó chưa có thấm lắm. Theo mình thì tại vì đây là chủ doanh nghiệp, những người có tuổi không à, thì tầm lớn lớn, cái nói chung là nó cũng phải có cái kiến thức cao rộng chút thì mình nói thì cảm thấy nó hứng thú hơn. Không chỉ thế, thương mại điện tử còn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp dịch vụ tốt hơn, giá rẻ hơn và làm hài lòng khách hàng hơn. Thương mại điện tử cũng có thể cắt giảm một số chi phí so với giao dịch truyền thống hoặc chi phí thấp hơn. Thông qua hình thức các giao dịch này, khách hàng có thể ở nhà nhưng vẫn mua được món hàng mình cần. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, rằng các rào cản kinh tế và công nghệ khác đang gây khó khăn cho việc phát triển thương mại điện tử. Cụ thể là các hệ thống tài chính và doanh nghiệp kém phát triển, các khuôn khổ pháp lý và tài chính của thị trường thương mại chưa phù hợp với thị trường nước ngoài, cộng thêm sự tin tưởng của người tiêu dùng còn thấp. Đó là thách thức đang hạn chế doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nắm bắt đầy đủ các cơ hội phát triển mà thương mại điện tử có thể mang lại. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản VGCC được chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo mô hình Nhật Bản. Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản gọi tắt là VGCC được thành lập trên cơ sở nâng cấp hai trường trung cấp VGCC Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ duy trì phát triển các hoạt động thuộc dự án VGCC và triển khai đào tạo cử nhân kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản. Trải qua 15 năm vận hành và phát triển, viện đã và đang được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như các tổ chức đánh giá giáo dục ghi nhận là một trong những tổ chức giáo dục uy tín chất lượng của Việt Nam hiện nay. Tôi xin cảm ơn các cơ quan hữu quan Việt Nam như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công thương cũng như các doanh nhân là học viên VGCC đã cùng đồng hành và hỗ trợ cho VGCC đặt tại Trường Đại học Ngoại thương trong suốt thời gian qua. Tôi cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới các giảng viên, các chuyên gia tham gia giảng dạy trong các khóa học. Đặc biệt, cảm ơn tất cả cán bộ, nhân viên quản lý, nhân viên phục vụ của VGCC. Không có sự đóng góp của họ, không có sự quyết tâm của họ, khóa học của chúng ta không thể thành công. Qua gần một năm học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tham quan học tập tại Nhật Bản, Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản VGCC đã bế giảng khóa 12 thuộc chương trình kinh doanh cao cấp Keizuku cho 24 học viên là các chủ doanh nghiệp, CL và giảng viên tại một số tỉnh thành khu vực phía Nam. Được biết, ở mỗi khóa học, Đồng Nai có 5 đến 6 nhà điều hành doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo. Cái thành phần tham gia ở đây, tức là cái chương trình này nhằm cho cung cấp những cái cho đối tượng là các cái lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, mà những người có cái tư tưởng muốn thay đổi cái năng lực quản trị sản xuất theo cái phong cách của Nhật Bản, ở đó lấy con người làm yếu tố trung tâm, cũng như là coi cái trách nhiệm xã hội rồi uy tín, chất lượng và cái phát triển bền vững lên hàng đầu, và họ tạo nên một cái hệ sinh thái để có thể chia sẻ cho nhau về cái quan điểm về quản lý sản xuất đó. Thì khi họ đến đây thì họ đã được cùng với các chuyên gia Nhật và những cái chuyên gia Việt Nam đủ trình độ để có thể hướng dẫn họ cho những cái module liên quan đến công tác quản lý của doanh nghiệp. Khung chương trình của khóa đào tạo kinh doanh cao cấp được giảng dạy trong 10 tháng bởi các giảng viên người Nhật và Việt Nam. Mục tiêu của chương trình này là góp phần nâng cao, mở rộng hơn nữa kiến thức và kinh nghiệm cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Theo ghi nhận của VGCC, trong quá trình học tập,
các học viên đã vận dụng những kiến thức của bài học vào các hoạt động khởi nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi được dịp một tháng trải nghiệm ở các công ty Nhật Bản tại đất nước Nhật Bản, và chúng tôi thấy là họ rất đề cao yếu tố con người và cái tính nhân văn trong cái hoạt động kinh doanh của họ, và chúng tôi nhận thấy cái niềm vui, cái ý nghĩa công việc mà các cán bộ, công nhân viên, người lao động trong cái công ty doanh nghiệp của đất nước Nhật Bản, họ đã tham gia góp phần cải tiến, cải tạo qua cái sản phẩm dịch vụ để giúp cho đời sống xã hội của mọi người trên toàn thế giới hưởng được cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Và đây là một cái điểm mà họ rất hào hứng và họ rất là tự tin và họ rất yêu cái công việc của họ. Chúng tôi vô hơn 15 doanh nghiệp tồn tại trên 100 năm và chúng tôi nhận thấy là các cái công ty doanh nghiệp của họ rất là vui vẻ và họ rất là tự hào đối với cái sản phẩm dịch vụ họ đã sản xuất ra, và chúng tôi cho rằng đây là một cái trải nghiệm rất đặc biệt. Đến bây giờ thì cộng đồng cây dược cự đã có đến gần 600 thành viên rồi, gần 600 doanh nhân với hơn 200 doanh nghiệp. Thì thành ra là bọn tôi cũng có một cái tổ chức nó khá là vững mạnh. Bọn tôi cũng có một cái cộng đồng mà tôi tổ chức rất là nhiều hội nhóm khác nhau. Ví dụ là những cái nhóm phụ trách từng những cái hoạt động riêng của cộng đồng để có thể cùng hoạt động được. Ví dụ như bọn tôi có cái nhóm là truyền thông này, tài chính này, giao thương nội khối này, rồi ban đối ngoại này, rồi ban truyền thông, tất cả những cái bộ phận nhóm ban đấy sẽ cùng nhau hoạt động để mà cộng đồng càng vững mạnh hơn. Thì đặc biệt là bọn tôi có cái nhóm ban nội khối để có thể giao thương nội khối, đấy cũng là một cái tinh thần của cộng đồng. Tức là khi mà đã học được tinh thần Nhật, tức là chúng tôi không chỉ kinh doanh, không chỉ một mình, mà sẽ đi cùng nhau, đi cùng các doanh nghiệp khác. Đến với chương trình Keizuku này thì một trong những cái mà thay đổi đó là cái tinh thần của người Nhật. Tinh thần của người Nhật được các thầy là những người gọi là đã từng là lãnh đạo cấp cao của các công ty lớn ở Nhật Bản, các tập đoàn Nhật Bản như là Panasonic, như là Toyota, thì các thầy có chia sẻ lại thì mình với một cái đất nước mà mới phát triển thì mình cứ nghĩ rằng là làm cái gì phải ra tiền trước đã, nhưng ở cái góc nhìn của các thầy thì các thầy chia sẻ lại cái tâm, cái tầm, cái tinh thần và cái trách nhiệm của một người CEO. Đó là cái sự mà đầu tiên là phải cống hiến, làm cái gì tốt cho xã hội. Thứ hai là làm gì tốt cho cộng đồng. Thứ ba là làm gì tốt cho những cái người xung quanh. Thì những cái việc mà làm tốt đó nó mới đem lại cái giá trị cho cái tổ chức. Thầy có chia sẻ mình rằng là đừng có bao giờ đuổi theo những cái đồng tiền dễ dàng, mà mình phải nghĩ tới cái việc là không phải là buôn là bán, cứ mà mua vào bán ra có lợi nhuận, mà cái đặc biệt là phải có cái sự đưa cái trí óc của mình vào, đem lại những cái giá trị gia tăng trên cái từng cái sản phẩm, trên từng cái dịch vụ của mình. Với vai trò là thành viên của câu lạc bộ Keizuku Việt Nam, các học viên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động. Được biết, các thành viên trong câu lạc bộ đã kết nối với nhau bằng tinh thần doanh nhân khác biệt khi đặt đạo đức kinh doanh, tinh thần lấy con người làm trung tâm, tự lực tự cường và kinh doanh bền vững lên hàng đầu. Đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong kinh doanh, trong học tập, cùng làm cho các giá trị tốt đẹp của họ tiếp tục được nhân lên. Đặc biệt, các học viên đã có cơ hội thực tập và kết nối kinh doanh tại Nhật Bản, được trải nghiệm quý báu và thu hoạch được nhiều kiến thức, hợp tác kinh doanh từ nước bạn. Ngoài góp phần phát triển nguồn nhân lực chủ chốt cho các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ và ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, qua đây đã mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối kinh doanh giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề hội nhập kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt.